khoảng 15 giờ ngày 13 tháng 2, một chiếc xe tải đang lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị nổ bình dầu. Hàng trăm lít dầu tràn ra đường khiến các phương tiện hai bánh lưu thông bên cạnh bị trượt ngã. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 37C12869 do tài xế Trần Văn Hùng, 24 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển trên quốc lộ 1, theo hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu vượt ngã tư Bình Phước. Khi vừa qua cầu vượt Gò Dưa, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thanh chắn phía bên trái xe bất ngờ gãy, đâm vào bồn dầu, khiến hàng trăm lít dầu trên xe đổ tràn ra đường. Tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào lề để khắc phục sự cố. Hàng chục phương tiện lưu thông phía sau bị trượt ngã. Nhận tin báo, công an phường Tam Bình đã có mặt hướng dẫn tài xế khắc phục hậu quả. Tài xế huy động xe cát để giải trên mặt đường khắc phục đường chân trượt. Sự cố còn khiến làn xe hai bánh bị ùn tắc cục bộ. Đến 17 giờ, hiện trường vẫn chưa được khắc phục.